kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bão số 9 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới vào sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động dài ngày trên Biển Đông, nó cũng ít gây ảnh hưởng đến thời tiết các địa phương trên đất liền. Ngày hôm nay, thì thời tiết xấu nhất trên cả nước chính là khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Thời tiết trời có mưa phùn nhẹ và sương mù dày đặc xuất hiện vào sáng sớm tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ, có thể gây khó khăn cho giao thông do tầm nhìn bị hạn chế. Khoảng đêm ngày 10 tháng 12, thì áp cao lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và từ ngày 13 sẽ suy yếu và di chuyển sang phía đông. Riêng tại khu vực Bắc Bộ thì từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao nên sương mù còn xuất hiện. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên trời phổ biến tạnh ráo và ít mưa. Riêng tại khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ thì còn có mưa và sương mù vài nơi với lượng nhỏ vào sáng sớm và chiều tối. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, sau một vài ngày nắng hiếm hoi thì từ 1-2 ngày nay, sương mù lại xuất hiện trở lại, phủ trên diện rộng ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ. Và đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 12 cho đến nay, sương mù xuất hiện tại Hà Nội. Nguyên nhân là do không khí lạnh đang suy yếu và biến tính, kết hợp mưa phùn và gió đông nam đưa hơi ẩm từ biển và đất liền. Trong ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội trời ẩm thấp, hiện tượng sương mù kéo dài và xuất hiện tập trung nhiều vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ trong ngày ở mức từ 18 đến 19 độ với độ ẩm 85%. Trời hầu như không có nắng, do vậy ngày thứ hai đầu tuần thì người dân thành phố lại phải đối mặt với một ngày thời tiết không thuận lợi. Hình thái thời tiết này còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Ninh Bình cũng sẽ một ngày sương mù bao phủ trên diện rộng. Do vậy, cảnh báo về tình trạng sương mù dày đặc vào sáng sớm gây ảnh hưởng đến giao thông do tầm nhìn bị hạn chế dưới 1 km. Những vùng ven sông gần hồ tầm nhìn xa giảm xuống dưới 300 m do sương mù. Ngày hôm nay, tại thành phố Hải Phòng trời nhiều mây, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ với độ ẩm 85%. Hiện nay thì các tỉnh miền Bắc cũng như là thành phố Cảng Hải Phòng đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh còn kéo dài trong hết tháng 12 và sang tháng 1 năm sau vì đây mới là thời điểm hoạt động mạnh của khối không khí lạnh phía Bắc. Do thời tiết lạnh nên trẻ em dễ mắc nhiều bệnh như là sốt, cảm cúm, viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi và tiêu chảy do nhiễm virus Rota. Còn người già thì dễ bị mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, bệnh lý động mạch vành, tai biến mạch máu não, hen phế quản hay là thoái hóa khớp. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Trung. Một vài ngày nay thì miền Trung đã có mưa nhỏ xuất hiện, tuy nhiên chỉ là những cơn mưa nhỏ nên gần như là không đủ để đem lại lượng nước ngọt cần thiết cho sinh hoạt và nông nghiệp. Mặc dù tại thành phố Đà Nẵng do không phát triển sản xuất nông nghiệp như các địa phương lân cận, nhưng tình trạng ít mưa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân thành phố. Thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, chuột sinh trưởng và phát triển nhiều làm mầm bệnh đe dọa sức khỏe của người dân. Ngoài ra thì việc trồng hoa, rau màu đón Tết cũng gặp không ít khó khăn. Ngày hôm nay, tại nội thành của thành phố Đà Nẵng, thời tiết có mưa nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%. Ở vùng ven biển có mưa nhẹ, sáng sớm có sương mù vài nơi ở ven bờ. Thời tiết trong giai đoạn này khá thích hợp cho việc nghỉ dưỡng và du lịch. Thưa quý vị, sáng sớm nay thì sương mù nhẹ tiếp tục bao phủ khắp bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến khoảng 9 giờ sáng thì sương tan, một số khu vực nơi có nhiều cây lớn thì sương mù tan chậm hơn. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22 đến 32 độ với độ ẩm trong không khí ở giữa trưa mức là 55%. Nhưng vào đêm và sáng thì độ ẩm lại tăng nhanh ở mức 75 đến 80%. Có thể có mưa nhẹ ở khu vực các tỉnh phía Tây Nam thành phố. Trong vài ngày tới thì sương mù tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh thành lân cận miền Tây và Đông Nam Bộ. Sương mù khiến tầm nhìn xa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giảm, gây khó khăn cho người điều khiển giao thông. Đồng thời thì hiện tượng sương mù cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người dân trong khu vực do dễ phát sinh các bệnh về hô hấp, nhất là ở trẻ em và người già. Thưa quý vị, mây dông phát triển trở lại trên khu vực vùng biển phía Nam và vùng hội tụ gió xuất hiện ngay ở khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, trong ngày hôm nay, tại khu vực thành phố Cần Thơ trời nhiều mây có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ trong ngày giữ ở mức từ 24 đến 32 độ với độ ẩm không khí là 60%. Xu hướng trong 1-2 ngày tới, thời tiết khu vực lại quay về trạng thái ổn định, trời hầu như không mưa, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới thành công và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.